tới sai trước. Ghét hết cái đuổi thanh xuân. Nhỏ gái mà vấn đề là nhỏ gái. Má ơi, như đuổi vậy. Anh như cũng ngọc. Chim nữa. Đem một cái cây ra hồi trước không? Dạ dạ cậu còn lai chút xíu. Hello, chào tất cả mọi người, lên lên lên. Hôm nay là ngày khai trương, hôm nay là ngày mùng 8, là ngày khai trương của Bella Shop, cũng giống như là Bình Tinh khai trương luôn, đoàn cải lương tụ cổ Quỳnh Long luôn. Và chỉ lấy cái ngày khai trương thôi cho là mọi người vào nhanh để mà mọi người nhận quà lì xì đầu năm của Bella Shop. Bình Tinh chỉ khai chỉ like đúng 10 phút thôi nha. Dạ mọi người vô đông đông giùm em. Dạ dạ, hôm nay là ngày mùng 8 tháng giêng năm 2024, là nhằm ngày 17 tháng 2 dương lịch của năm 2024. Dạ đây là live trực tiếp của Bình Tinh nha, chị Đông Hà Nghi ơi, em kêu tên chị luôn nha. Dạ khai trương Hồng Phát, mã đáo thành công, đại thành công Bella Shop nha. Dạ rồi, bây giờ như thế này, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Mọi người vào đông rồi, mọi người gần 400 người rồi. Dạ mọi người vào 400 người rồi. Từ hôm Tết tới bây giờ thì cả nhà thấy đó, đối với cái da mặt mà phải nói là chì chiết bừa bãi cài cấy của em, mà hầu như là các chị thấy là khi mà nói tới bộ K1 K2 này thì chúng ta không còn phải xa lạ gì nữa, khi đầu năm đầu tháng chúng ta sẽ có một cái da mặt vô cùng đẹp, không đẹp dạ chị ba thua gì cũng thua. Cho nên là mọi người nhanh tay, đầu năm chúng ta sẽ chốt đơn, và đặc biệt là trong 10 phút này tất cả các đơn hàng của mọi người đều có bao lì xì của Bella Shop nha cả nhà. Mình không biết là hôm nay là tin like khai trương là bao nhiêu đơn, chỉ là like trong 10 phút thôi. Dạ bây giờ ngày hôm nay Tinh sẽ đưa bộ K1 K2 lên trước cho mọi người. Thứ nhất, K1 là mình xài ban ngày và K2 là xài ban đêm, và Bình Tinh đã không còn phải bàn cãi gì với bộ kem này của Bình Tinh. Đây là một cái kem mà phải nói là làm đẹp, nuôi da, thay đổi hoàn toàn cục diện da và với tất cả mọi thứ trên da mặt của mình luôn. Dạ bây giờ mọi người nhanh tay nha, mọi người nhanh tay để chốt cái này. Dạ bây giờ ai chốt bộ K1 K2 này, Tinh đã nói rồi là khi mà bước qua đầu năm mới thì Bình Tinh sẽ không thể sell cái bộ K1 K2 này nữa. Giá của nó là 2 triệu một bộ và Tinh giảm còn 1,5 triệu. Nhưng ngày hôm nay, ngày đầu tiên live stream của Bella Shop khai trương, Bình Tinh sẽ để giá bộ K1 K2 này là 1,2 triệu. Và tất cả các đơn hàng của quý vị đều được tặng một bao lì xì của Bella Shop nha. Mọi người nhanh tay comment giùm em K1, K2 trọn bộ để chúng ta có một cái da mặt. Dạ chờ em chút xíu, hôm nay chỉ sử dụng K1, K2 và nám, lên đèn giùm cho Tinh luôn. Ok, cảm ơn mọi người. Dạ mọi người comment giùm em, không cần biết là bao nhiêu đơn nha mọi người, tại vì hôm nay em chỉ like có 10 phút thôi. Dạ em phải like, chỉ like có 10 phút thôi. Dạ mời hai em gái. Ok, chị Ái Liên, chị Hồng Yến chốt chị Ái Liên một bộ. Dạ chị Trần Vi một bộ. Dạ nhanh tay comment, tại vì các chị biết là khi sử dụng bộ K1 K2 này, em nói thật với các chị, da không đẹp cũng phải đẹp cho em.
em dám nói với mọi người mà. Tại vì cái da mặt của em là một cái da mặt mà phải nói là sử dụng cái bộ K1, K2 này trường kỳ kháng chiến. Sáng là chúng ta sẽ xài K1, tối chúng ta sẽ xài K2 và xài một lớp dạ trắng sáng, trẻ đẹp, mịn màng, thay đổi hoàn toàn cục diện da. Và nó xử lý và nó tái tạo lại hỗn hợp cho da luôn. Dạ, em dạ 1,2 triệu một bộ nha cả nhà. Cả nhà cũng biết là Tinh đã giảm 800.000 cho các chị trong ngày khai trương đầu tiên của Bella Shop. Dạ, và mỗi một vị khách chốt đơn đều được tặng một bao lì xì nha. Chị Trương Ngọc Thanh một bộ, dạ. Chị Huỳnh Dung một bộ, chị Trương Ngọc Thanh cho em số điện thoại. Chị Trần Hoàng Mỹ Phụng một bộ, dạ. Chị Tuyết Thủy một bộ, dạ. Chị Sức Kem của em Bình Tinh hôm nay da mặt chị đẹp lắm. Yeah, đầu năm khai trương lucky. Em cảm ơn chị Hoa Hồng Đen. Chị áo dài Lê Ngọc lấy một bộ, dạ. Chị Diễm, chị Trương Thị lấy một bộ, dạ. À, chị Trâm Nguyễn lấy một bộ và một cái kem nám M2 luôn, dạ rồi, ok. Dạ nám đợi em chút, chị Võ Hiền lấy một bộ, dạ. Da khô cỡ nào cũng xài được nha các tình yêu nha. Chị Khánh An lấy một bộ, dạ. Chị Mai Quyên một bộ, dạ. Chị Bé Đẹp một bộ, dạ. Chị Ngân Ngân một bộ, dạ. Chị Bé Đẹp cho em số điện thoại nha. Chị Thu Quỳnh Anh M2, dạ. Chị Nguyễn Bấy một bộ, dạ. Chị Trương Ngọc Thanh cho số điện thoại, em cảm ơn. Chị Châu Trương một bộ, dạ. Chị Sương Ngọc Nguyễn một bộ và M2, dạ. Các chị có quyền xài một hộp luôn, nhưng mà nếu mà các chị mua lẻ K1 và K2 thì các chị sẽ mua với giá là 750 một hộp. Còn nếu như mình mua trọn bộ sẽ được giảm là 1,2 triệu. Và nhớ giùm em là cái like này em không biết là bao nhiêu đơn nha. Vì em chỉ like có 10 phút thôi và chúng ta sẽ được tặng bao lì xì kèm theo nha. Còn cái ngày chính thức livestream của Bella Shop sẽ là sáng 10:45 của ngày mùng 10 Tết. Cả nhà nhớ giùm em nha. Chị Trương Phương là lấy một bộ, dạ. Chị Phước Hồng Phạm lấy một bộ, dạ. Chị Eric Bất Động Sản một bộ, dạ. Mua đi mọi người ơi, xài bộ này da trắng đẹp không ngờ. Ai có tiền mua thêm vô trắng da, dạ em cảm ơn chị. Các chị bữa nay là em bảo đảm là da dẻ là su cà na hết trơn rồi, chốt liền bộ này nha. Muốn đẹp vào đây chốt bộ này giùm em. Chị Vân Anh lấy một bộ, dạ. Em cảm ơn chị Tracy B Trần. Chị Phương Lê lấy một bộ, dạ. Chị Nguyễn Khánh Băng lấy một bộ và một cái M2, dạ. Chị Kim Quanh lấy một bộ, dạ. Chị Kim Dung lấy hai viên uống chiều cao và một cái M2, dạ. Chị Bé Đẹp cho số điện thoại, em cảm ơn. Chị Nguyễn Diệu lấy một bộ, dạ. Chị Yến Hồng lấy một bộ, dạ. Rồi nhanh tay nha mọi người, em chuẩn bị outline rồi nha, tại vì đã sắp đến giờ phải cúng cho đoàn cải lương tuần cổ Quỳnh Long rồi. Dạ, nhanh tay comment giùm em một bộ nha. Và em qua cho mọi người một cái mã này nữa, đầu năm là phải có hai cái mã này. Dạ, được cái gì cho chị kê đây ta. Dạ, nám nhẹ nha mấy chị, em nói này nha, nám nhẹ nè nha, tàn nhang nó nhẹ lắm. Nám nhẹ, tàn nhang, đồi mồi, thậm chí là những cái mà dạ đốm nâu trên mặt của mình, em danh dự với mấy chị bộ K1, K2 của em bay hết. Tất cả những cái thâm trên mặt của mình luôn bay sạch, không còn một miếng nào luôn. Chị Bích Phương Trương lấy một cái bộ K1, K2 và một chống nắng, dạ. Chị Đặng Lệ Xuân lấy một bộ, dạ. Kem em bé em cháy hàng, chị yêu Liên Lê ơi. Chị Hồng Miến lấy một cái M2 và một cái chống nắng, dạ. Chị Trinh Tô lấy một bộ, dạ. Rồi nhanh tay nha các chị, chị Xuân Thủy lấy một bộ, dạ. Một bộ ngày hôm nay sẽ được giảm với giá là 1,2 triệu. Chị Hà Chờ lấy 2K2 luôn, dạ. Chị Kim Cúc Dương lấy một kem body, dạ. Chị Kỳ Anh BB là lấy hai bộ cho em số điện thoại luôn. Chị áo dài Lê Ngọc lấy một bộ, dạ. Chị Lợi Phạm lấy một cái M2, dạ. Rồi chị nhanh tay, chị Thanh Quyền Phạm lấy một bộ, dạ. Da mụn, da su, tất cả mọi vấn đề các chị cứ xài bộ K1, K2 này của em các chị sẽ thấy. Em nói thật không đẹp, em thua gì cũng thua. Vừa đẹp mà vừa trẻ mà nó thu lại cái gương mặt của mình đối với cái lứa tuổi của mình rất là nhiều. Giống như các chị trẻ lại 10 tuổi là chuyện bình thường luôn. Dạ rồi, chị Nguyễn Thị Thu Hằng lấy một bộ luôn. Chị Thu Nguyên Cao lấy một bộ luôn. Chị từ từ chị em chút xíu. Chị Quỳnh Phương Quỳnh lấy một bộ luôn. Dạ chị Dưa Hấu lấy một cái chống nắng. Chị Minh Hải Hoàng lấy một cái chống nắng và một cái nám luôn. Dạ rồi, chị Mai Quỳnh lấy một bộ. Dạ chị Mai Nguyễn lấy một bộ. Dạ chị Nguyễn Hạnh lấy một bộ. Dạ Thùy Trang con lấy một bộ. Ok, cảm ơn con. Chị Nguyễn Thị My M. Dạ không, cái này là K1, K2. Bộ K1, K2 độc quyền của em với giá là 1,2 triệu nha cả nhà. Chị Nhi Phan lấy một bộ, dạ. Chị Kiều Tiên lấy một bộ, dạ. Chị Trương Ngọc Thanh lấy một bộ, dạ. Dạ chị Anh Văn, mùng 10 em mới chính thức like nhiều. Còn hôm nay là em like để lấy ngày với chị. Hôm nay là ngày mùng 8 em khai trương cho nên em like lấy ngày. Dạ chị Cao Trang xài tiếp cho em nha chị Cao Trang, để cho mình sạch nám luôn. Chị Mỹ Lệ Lê lấy một bộ K1, K2, dạ. Anh Hoàng Gia Tuấn chốt bộ K1, K2 liền cho em. Chị Mã Minh lấy một bộ, dạ. Chị Si Bếp xài bộ K1, K2 mờ hết nám tàn nhang luôn. Trắng ra da ra đường, bây giờ ai cũng khen đã quá, may gặp được Bella Shop, yeah. Dạ em đã nói các chị nào mà nám nhẹ chỉ cần chốt bộ K1, K2 này thôi. Chị Vân Thanh lấy một bộ, dạ. Dạ em mới lôi chị hai.
Ai? Mã Minh. Chị Mã Minh cho em số điện thoại nha. Chị Phúc Đại Hòa lấy một bộ dạ. Chị Dung Lê Thu lấy một bộ dạ. Thái ơi, chị đây, em đang ở đâu? Chị Châu Bạch lấy một bộ, em cảm ơn chị. Chị Qua Bùi lấy một bộ dạ. Chị Phan Nguyễn, Phan Nguyễn lấy một bộ dạ. Chị Hồng Võ lấy chống nắng dạ. Chị Dịch Bảo Lưu lấy một bộ dạ. Một bộ ngày hôm nay em giảm còn 1,2 triệu nha mọi người. Và chỉ có ngày hôm nay là ngày khai trương thôi. Và các chị nhớ là mỗi một đơn hàng đều có lì xì của Bella Shop nha. Chị Mã Minh cho số điện thoại dạ. Em cảm ơn chị Mỹ Hạnh lấy một bộ dạ. Chị Nguyễn Linh lấy một bộ dạ. Chị Lệ Thâm Trần lấy một bộ dạ. Chị Cao Trang lấy một cái M2 trị nám dạ. Chị Hạnh Văn lấy một bộ dạ. Rồi mọi người nhanh tay giùm em. Bao nhiêu bộ rồi cưng? Rồi nhanh tay giùm em nha, comment giùm em. Dạ em chuẩn bị outline rồi, để em qua một cái M2 nữa cho mọi người rồi xong em outline luôn nha. Mới khai trương mà bán hot quá. Trộm vía chị Hai nha. Chị Hai lucky, chị Hai ơi, ở bển là mấy giờ rồi? Chị Hà Cẩm lấy một bộ dạ. Trộm vía lucky nha mọi người, nhanh tay giùm em gần hết hàng rồi. Chị Lê Ngọc lấy một bộ dạ. Chị Hương Nguyễn Thu lấy một bộ dạ. Chị Nguyễn Oanh lấy một bộ dạ. Chị đang chị đang dùng bộ M7 dạ. Chị Lấy Đẹp, chị Lấy Đẹp có dùng bộ này chưa? Chị Thủy Phạm Ngọc lấy một bộ dạ. Chị Trâm Nguyễn lấy một bộ dạ chống nắng và body dạ. Nám đây, nám đợi em chút xíu. Dạ chị Diễm Hoa lấy một bộ dạ. Chị ơi chị em chưa chị Bùi cho dạ. Mụn vẫn xài được K1 K2 của em luôn nha mọi người nha. Chị Cần Thơ lấy một bộ dạ. Bao nhiêu bộ rồi? 40 bộ. Dạ rồi em chốt cho mấy chị thêm 20 bộ nữa thôi rồi em ngưng để em cúng nha. Chị Minh Hải Đông lấy một bộ dạ. Chị Phú Sĩ Trương lấy một bộ dạ. Chị Hương Trần lấy một bộ dạ. K1 K2 là một bộ kem độc quyền của Tinh. Dạ K1 K2 là một bộ kem độc quyền của Tinh. Dạ dạ đây là một cái bộ kem mà phải nói mấy chị ơi, mấy chị trẻ, mấy chị đẹp, mấy chị trắng mà mấy chị bị bất ngờ so với cái da mặt của mình luôn. Em thì nói cơ bản một điều là tất cả các chị em đi hát khắp mọi nơi thì mọi người cũng đã nhìn thấy cái da mặt của em rồi và không cần phải bàn cãi nữa. Là tại vì đối với cái da mặt của em, dạ các chị gặp ở ngoài nó còn đẹp hơn khi em đang live stream với các chị nữa. Dạ về cái độ trẻ quá và khi các chị xài một bộ kem này, dạ nó trẻ quá cái da mặt của mình đến không ngờ. Nó thay đổi hoàn toàn cái cục diện da cho mình luôn. Vì nó là tái tạo mô da luôn. Các chị nhớ xài mỏng kem, không cần xài dày kem, không xài dày kem. Tại vì khi xài dày kem thì da mình nó sẽ hơi ửng đỏ. Và khi mà bắt đầu nó ửng đỏ lên, mấy chị không muốn nó đỏ, mấy chị chỉ cần ngưng cái nó hết đỏ, cái mấy chị xài tiếp. Mà càng xài là da càng đẹp, em dám khẳng định điều đó. Và đến khi các chị không xài nữa nha, các chị vẫn giữ được cái da đẹp tới cả chục năm. Dạ, chị Gina lấy một bộ dạ, chị Thùy Dương Lê Thị một bộ dạ, chị An Khánh M2 dạ, chị Ghế Baby Giá Xưởng lấy một bộ dạ, chị Quyên Châu một bộ dạ, gửi địa chỉ cũ cho chị Phan Nguyễn, Phan Nguyễn luôn dạ, chị Chi Nguyễn một bộ dạ, chị Thu Phương Đoàn một bộ dạ, chị Nguyễn Quế lấy một Upview một bộ não, một vitamin O, ok dạ, chị Ngọc Nguyễn K1 K2 trọn bộ là 1,2 triệu nha, chị Văn Hải Nam Dương lấy hai hộp K2 vẫn giữ giá vậy luôn, chị Nguyễn Ân lấy một bộ dạ, chị Nguyễn Kim Mai lấy một bộ dạ. Dạ một bộ kem này dạ người khác nhờ có mua thêm bao lì xì nữa. Dạ tức là chị mua 2 bộ là chị sẽ được 2 cái bao lì xì, chị mua 3 bộ là chị sẽ được 3 cái bao lì xì nha. Chị Cao Trang lấy một bộ dạ, chị Thùy Trâm Dương lấy một bộ dạ, chị Quỳnh Thị Tường Vi lấy một bộ dạ, chị Trang Dương cho em số điện thoại nha. Rồi em lên M2 luôn rồi em outline nha. Chị Nhung Nguyễn lấy một bộ dạ, chị Hoàng Nguyễn lấy một bộ dạ. Dạ một bộ là bữa nay em giảm 2 triệu còn 8 còn là giảm 800k còn 1,2 triệu và chỉ ngày khai trương hôm nay thôi nha mọi người nha. Nhanh lẹ giùm em. Dạ, nhanh tay lẹ làng giùm em bộ K1, K2. Và bây giờ em lên một cái M2 trùm trị nám của em. Nám mảng, nám máu, nám đinh, nám chân sâu, nám lâu năm. Tất cả các nám mấy chị bay vào đây liền cho em. Chị Tuyết Thủy lấy thêm một bộ K1, K2 dạ. Một bộ là 1,2 triệu nha. Chị Trang Thùy lấy 2K1. Ok chị Lam Nguyễn một bộ dạ cho em số điện thoại luôn. Chị Nhung Hồng lấy một bộ dạ. Em dùng kem của chị da đẹp hơn nhiều. Cảm ơn Kim Anh Nguyễn. Dạ nám em đang cầm trên tay đây. Chị Mỹ Ngọc lấy một bộ dạ. Hôm nay thì em chỉ lên 2 mã thôi. Hôm nay em chỉ lên K1, K2 và cái M2 thôi. Em chỉ lên 2 mã thôi nha mọi người. Tại vì em không có thời gian nhiều. Hôm nay em chỉ like lấy ngày thôi. Like lấy ngày khai trương thôi. Và em cũng không đòi hỏi gì hơn. Em chỉ xin khoảng 100 đơn là đủ rồi. Chị Phương Oanh lấy M2 dạ. Chị Kim Ly Nguyễn lấy một bộ dạ. Rồi nhanh tay comment giùm em. Bao nhiêu bộ hả? Rồi nhanh tay. Em chưa xài hết, tại Út kêu mỏng nha, kêu xài mỏng da đặt thêm. Em phải đặt thêm để dành đi, mai mốt chị lên giá rất là cao. Là tại vì sao chị đã nói là qua Tết là chị không có giảm được K1, K2 nữa đâu. K1, K2 là 2 triệu, chị giảm chỉ tối đa là 1 triệu rưỡi thôi. Nhưng ngày hôm nay live khai trương chị mới giảm như vậy. Dạ, rồi, chị Kim Liên Nguyễn lấy M2, chị Mỹ Nhiên lấy một cái M2 kem nám dạ. Em dùng 2 hộp M2 và M7, bây giờ da em ai cũng khen vì trước em bị nám nhiều. Cảm ơn em. Chị Nguyễn Bảy cho số điện thoại dạ. Dạ em thưa sếp Huỳnh Kim Loan. Dạ năm mới phát tài. Dạ M2 hai hộp dạ.
chị Vân Anh Trần cho em số điện thoại nha, mọi người phải có số điện thoại mới chốt đơn được nha. Chị Thanh Nguyên M2 dạ, chị Trâm Lê một bộ dạ, chị Bùi Phụng một bộ dạ. Bây giờ lỗ chân lông to da sạm chốt liền bộ K1 K2 này cho em, chị Hoàng Anh Đào lẻ tay, chị Bích Ngọc lấy một bộ dạ, chị Thu Tô lấy một bộ dạ, chị Trương Hạnh lấy một bộ K1 K2 dạ. Nhanh lẹ giùm em nha. Dạ chị Đà Lạt cho em số điện thoại lấy một bộ K1 K2 dạ, chị Yến Nguyễn Hải lấy một bộ K1 K2 và M2 dạ. Mấy chị thấy khách chốt đã không? Chị Kim Ly Nguyễn lấy hai bộ K1 K2 và hai M2 dạ. M2 từ em đang đưa lên đây. Em chưa nói luôn, chị Nguyễn Cường Phát lấy một bộ dạ, chị Nguyễn Hằng lấy một bộ dạ. Chị Phương Quanh lấy M2 dạ, chị Hà My lấy M2 dạ, chị Vân Anh Trần cho số điện thoại dạ, em cảm ơn. Chị Linh Trần lấy một cái M2 dạ, em chào chị yêu Bùi Thanh Thủy. Chị Thảo Tuấn K1 K2 bữa nay em sale 1,2 triệu. Nhớ là có bao lì xì nha. Chị Lợi Phạm khỏi gọi luôn. Chị Hoàng Anh Đào một bộ K1 K2 giá bao nhiêu? Dạ 1,2 triệu. Bộ này là một bộ các chị không tìm đâu ra, chỉ có vào Bình Tinh thôi. Mà các chị mua hàng của Bình Tinh thì các chị đã quá yên tâm với 3-4 năm nay rồi. Chị Hà My lấy M2 dạ, chị Đà Lạt cho số điện thoại em cảm ơn. Chị Vina lấy một cái ăn cung đột quỵ dạ. Chị Kim Anh Nguyễn lấy M2 dạ. Chị Hạnh Vân K1 K2 là ngày và đêm. Dạ đúng rồi. Chị Anna lấy M2 dạ, em cảm ơn Kiều Tiên rất là nhiều. Chị Minh Nghi Hồ Lê lấy bộ K1 K2 và M2 dạ. Rồi bây giờ em lên cái M2 nha. M2 là một cái kem trị nám dạ. Rồi chị Thảo Tuấn lấy một bộ dạ. Bao nhiêu bộ rồi cưng? Dạ rồi, nhanh tay comment giùm em. Dạ. Dạ Tết này đi đâu ai cũng khen da đẹp nhờ gặp mỹ phẩm của Bình Tinh, nên cảm ơn chị Hương Trần. Dạ rồi bây giờ em chốt cái M2. Chị Nguyễn Thị Phượng Vi lấy hai hộp K2 luôn. Chị Anna lấy M2 dạ. M2 này bữa nay em vẫn giữ giá 1 triệu cho các chị luôn. Dạ hôm nay M2 qua Tết sẽ lên giá 1,350 triệu nha cả nhà. Tất cả mọi nám, nám mạng, nám máu, nám đinh, nám chân sâu, nám lâu năm. Chị Nga Ngọc, chị Nga Ngọc có phải là mọi người hay nhắc không? Chị Nga Ngọc giá, vậy là chị Nga Ngọc cũng vô rồi. Mọi người nói em với chị Nga Ngọc là khai trương á, là điện thoại cho chị Nga Ngọc để chị Nga Ngọc mở hàng trước. Tại vì chị Nga Ngọc á, là một cái người rất là lucky. Dạ tới là xỉa tiền liền, rất là vui vẻ. Cho nên là mấy đứa trong Mail Shop á, là nó kêu em là Út ơi, Út điện cho chị Nga Ngọc để chị Nga Ngọc khai trương. Nhưng mà hôm nay em khai trương quá lucky rồi, chị Nga Ngọc vô luôn rồi. Dạ, chị Nga Ngọc lấy hai bộ K1 K2 dạ. Chúc cho chị Loan Ánh Loan một cái dầu gội mở ngựa dạ. Chị Hoàng Anh Đào lấy K1 K2 dạ. K1 K2 là một bộ kem để mà dưỡng đẹp da, trẻ quá, làm trắng, cải thiện nám, sạm, thâm, mụn, tàn nhang, đốm nâu, tất cả luôn. Nhung Cao lấy hai hộp M2 dạ. Bữa nay em sale M2 cho mọi người 1 triệu luôn. Ngay ngày đầu năm khai trương, mọi người comment M2 trị dứt tất cả các nám cho em. Đã biết bao nhiêu khách trị nám thì mọi người cũng đã biết rồi. Dạ nám mạng, nám máu, nám đinh, nám chân sâu, nám lâu năm. Tất cả các nám comment liền cho em M2 nha. Rồi lẹ làng em chuẩn bị outline. Cả nhà nhìn nè. Hôm nay là Quỳnh Long khai trương. Đoàn cải lương Tùng Cổ Quỳnh Long khai trương cho nên là dạ cả nhà thấy không? Đó cho nên là bây giờ là em đâu có thời gian để mà like nhiều đâu. Dạ phải tranh thủ hết sức luôn. Dạ em phải like lấy ngày. Dạ rồi mọi người chờ em nha. Chị Nhung Cao lấy hai hộp M2 dạ, chị Trâm Ngọc lấy M2 và K1 K2 dạ. Hôm nay em chỉ like hai mã thôi, K1 K2 và M2 thôi. Giao chiều T2 dạ, chị Thảo Tuấn, chị Lê Đẹp lấy M2 dạ, chị Trân Nguyễn lấy M2 dạ, chị Nguyễn Hoành lấy hai hộp M2 dạ. Chị Bích Ngọc thêm một bộ K1 K2, chị Quế Thương dùng bộ K1 K2 này cho em liền, da chị rất là đẹp luôn. Lẹ tay giùm em dạ, chị Ngọc Nguyễn lấy một bộ K1 K2 dạ, chị Nguyễn Hiếu lấy một cái M2 dạ, chị Nguyễn Quế lấy bộ K1 K2 dạ. Chị Thúy Trần lấy M2 dạ, chị Ly Nguyễn lấy bộ K1 K2 dạ, chị Trâm Ngọc lấy M2 dạ, K1 K2 dạ. Chị Lê Đẹp lấy M2 dạ, chị Hoàng Long K1 K2 dạ, chị Mỹ Tiên M2 dạ. Chị Thúy Trần lấy M2 dạ, dạ chị Linh Trương K1 K2 trắng nha chị, khẳng định luôn. Và chị Thuận Lâm lấy M2 dạ, chị Đặng Nguyên lấy một nám bộ K1 K2 dạ, chị Thùy Lê lấy M2 dạ. Cách dùng K1 K2 và M2 sáng, chị Nguyễn Hằng xài một cái K1 mỏng thôi nha. Chị xài M2 trước xong một tiếng sau chị xài K1 vô, tối không xài M2, xài K2 không cho em. Chị dứt nám mà da chị như con nít sống lâu năm. Dạ chị Ngọc Hà Sơn lấy M2 dạ, chị Cúc Hoa lấy M2 dạ. K1 K2 bữa nay 1,2 triệu nha. Chị Văn Lâm Thủy lấy 2 M2 dạ, chị Bùi Thanh Thủy lấy 5 mộc M2 dạ, yeah, em cảm ơn chị. Chị My Nguyễn lấy M2 dạ, chị Điện Thoại Mỹ Châu lấy M2 dạ. Chị My Nghi cho em số điện thoại nha. Chị DT Mỹ Châu lấy M2 dạ, chị Phạm Mười Phạm lấy bộ K1 K2 dạ. K1 K2 là chị Hương Trần biết là nó trị những cái già lão nè, những cái xấu xí nè, những cái khuyết điểm trên da mặt của mình, ví dụ như nám nhẹ, tàn nhang, đốm nâu, những cái da của mình, thậm chí nha các chị, da của mình nó bị những cái sẹo á, thậm chí là thâm đen những cái mặt của mình luôn. Em danh dự mấy chị xài K1 K2 giống như mấy chị lột sạch những cái đó luôn.
rất là đẹp, M2 1 triệu nha cả nhà nha. Chị Trần Diễm một bộ dạ, chị Bình Phan M2 dạ, chị Ăn Vặt Kim Thùy M2 dạ, chị Lê Vi bộ ca 1K2 dạ, chị Hào Ly M2 dạ. Dạ M2 chị Nguyễn Trinh phải duy trì. Thí dụ có những cái da người ta chỉ xài nửa hộp là hết nám, có người một hộp hết nám, có người hai hộp, có người ba hộp, có người năm hộp, dạ em là 14 hộp. Nhưng mà các chị biết là cái mặt của em là nát hư luôn rồi. Dạ trong một cái khoảng thời gian khi mà em 20 mấy tuổi á, là cái da mặt của em là nó nám, mà nó nắm đen luôn, tại vì từ nhỏ em đi hát á là em đã phải xài phấn chì theo ba mẹ của em á, cho nên khi em trưởng thành là cái da của em nó bị lão quá và nó bị hư, và chỉ có cái M2 này nó trị được cái nám cho em, mà bác sĩ đều phải ngỡ ngàng luôn. Chính vì vậy cho nên khi bắt đầu em livestream là chỉ có một cái kem trị nám duy nhất của Bella Shop em thôi. Mọi người biết nó xe chặt hết những cái lỗ chân lông trên mặt của mình rất là đẹp. Dạ chị Hào, chị Hồng Nhung M2 1 triệu nha, chị Linh Trương một bộ K1K2 dạ, chị Hoàng Long M2 dạ, chị Trâm Lê M2 dạ, chị Quanh Phạm bộ K1K2 dạ. Ra nắng phải xài chống nắng giùm em nha, nhớ giùm em. Chị Vina lấy chống nắng dạ, chị Kim Nguyên lấy M2 dạ, chị Nguyễn Thoại lấy bộ K1K2 dạ, chị Nguyễn Khánh Băng thêm một cái M2 lấy cái chống nắng ở trong đây cho chị. Rồi, chị Mini cho số điện thoại lấy thêm bộ K1K2 dạ. Chị Hương Trần lấy bộ K1K2 dạ, chị Vịt Trời lấy bộ K1K2 dạ. Chị Hoàng Quân lấy K1K2 dạ, chị Quế Thương dạ 1,2 triệu. Em cảm ơn chị Nga Ngọc rất là nhiều, em cảm ơn VIP yêu của em rất là nhiều, mãi bên em nha chị ơi. Dạ, chị Bình Phan lấy M2 dạ, chị Quanh Phạm lấy bộ K1K2 dạ, chị Thuận Lâm lấy bộ K1K2 dạ. Chị Quang Nguyễn lấy M2 dạ, M2 là trị nám nha. Chị Khối Lâm Chiều lấy một bộ K1K2 dạ, sáng mình xài K1 là hộp màu hồng này nghe chị yêu. Tối là mình xài K2 và nhớ là xài một lớp mỏng cho em, không cần xài nhiều. Chị Nguyễn Trình lấy M2 dạ. Chị Trâm Ngọc an tâm, sau khi em like xong nhân viên sẽ gọi điện tư vấn cho chị nha. Rồi, không hết. Chị Ma Tha Phạm M2 dạ, chống nắng dạ. Dạ kem này là độc quyền của em. Dạ xuất xứ gốc của nó là từ Thái. Dạ đát là 3 năm. Chị Hương Mai lấy một bộ K1K2 dạ. Chị Phương Hiền Ngô lấy một bộ dạ. Chị Duyên Mai lấy một bộ dạ. Chị Nguyễn Hằng lấy M2 dạ. Dạ được chị Hà My ơi, nhưng mà xài cắt khoảng giùm em. Chị Hiếu Thi lấy M2 dạ. Dạ không, mùng 10 em mới khai trương nha mọi người. Mùng 10 là chính thức like, còn hôm nay là em chỉ lấy ngày thôi. Lấy ngày. Chị Bạch Xuyến lấy M2 dạ. Chị Phương Hiền Ngô cho em số điện thoại K1K2 bữa nay là 1,2 triệu nha. Chị Dương Mai cho em số điện thoại. Chị Thương Đăng nhanh tay giùm em chuẩn bị out like, và em lên cái mã thứ 3 cho các chị xong là out, đó là chống nắng. Chống nắng này là chống nắng độc quyền của em, và chống nắng này mấy chị xài mà chê một em đền 100 chứ không đền 10. Mà ra nắng là các chị phải xài chống nắng, không xài chống nắng là mấy chị dục cái mặt đi. Thậm chí tối nha, em nói thật, đi hát ở sân khấu mà ánh đèn cũng phải dùng chống nắng. Dạ, giảm luôn 500. Các chị khách nào trong live là đã thừa biết tất cả những cái này là em phải giảm. Dạ nhanh tay giùm em 5 phút nữa outline, comment giùm em M7 chống nắng luôn. Rồi, chuẩn bị outline. Rồi, nhanh nha mọi người nha, chống nắng M7 nha. Rồi, chị Bạch Xuyến lấy M2 dạ. Lấy cho chị thêm một bộ K1K2 dạ. Chị Ghế Baby giá xưởng cho Nguyễn Hoành hai cái M7 chống nắng dạ. Kinh nghiệm trị nám lâu năm từ em xài M2 xong mua bộ K1K2 với chị muốn trắng da nữa là hết hẳn mọi người ơi. Cảm ơn Diễm Hằng rất là nhiều. Dịch Trời có bộ K1K2 rồi nha, M2 bữa nay 1 triệu trị nám. Chị Thu Hà Trần lấy M7 dạ, Sức Quỳnh Kim Loan lấy M7 dạ. Các vị khách mới phải cho số điện thoại mới chốt được chống nắng này. Chống nắng này là chống nắng độc quyền 4D của Bình Tinh, không ai có nha mọi người, nhớ giùm em. Chị Kim Ly Nguyễn lấy M7 dạ, chị Thu Hà Trần lấy M7 dạ, chị Cẩm Hà lấy M7 dạ, chị Thanh Hải Đào lấy bộ K1K2 và một cái M7 chống nắng dạ. Nhanh tay giùm em nha mọi người, chuẩn bị outline rồi. Chị Thuận Lâm lấy M7 dạ. Cảm ơn mọi người, ngày hôm nay là coi như là chỉ có like lấy ngày thôi mà khách chốt không kịp thở luôn. Đó là một cái điều rất là may mắn, rất là lucky cho em rồi cả nhà ơi. Dạ quá lucky rồi. Hôm nay chị lấy cái một cái hai M2 dạ. Sáng chị Lê Thị Ly xài M2 trước giùm em, một tiếng sau xài một lớp K1, tối xài K2 không xài M2. Dạ chị Trang Nguyễn lấy M2 dạ, chị Trâm Ngọc lấy M7 dạ. Nhanh nha mọi người, chị Thảo Nguyên lấy M7 dạ, chị Nguyễn Hằng lấy M7 dạ, chống nắng 500k. Comment giùm em M7 và nhớ giùm em dạ K1 K2 1,2 triệu nhanh. Bữa nay mấy chị mua được với giá này. Dạ mùng 10 là mấy chị không mua được với giá này nha. Chị Mai Tuyết Loan lấy một bộ K1 K2 và M7 dạ, chị Hồ Bình lấy M7 dạ. Mọi người thương Út nên ủng hộ Út, và cảm ơn Kiều Tiên. Út cũng không nghĩ là mình sẽ like được nhiều như vậy. Dạ, thật sự bất ngờ. Dạ, rồi, chị Đỗ Thị Thu Hằng lấy hai cái K2 dạ. K1 xài ban ngày, K2 xài ban đêm nha. Chị Nguyễn Thị Thuận Vi lấy M7 dạ. Chị Duyên Mai cho số điện thoại dạ. Chị Kim Khanh, Đỗ Kim Khanh lấy K2 dạ. Chị Thu Trina Lê lấy M2 dạ cho em số điện thoại nha. Chị Kim Vân lấy M7 cho em số điện thoại luôn. M2 dùng được buổi sáng và buổi tối, tùy theo mình cảm thấy mình thích hợp. Dạ.
Chị ơi, em muốn mua chống nắng và kem dưỡng em ở Mỹ. Anh Kiệt Nguyễn có người thân ở Việt Nam thì cho chị số điện thoại, chị sẽ làm việc với người thân để giao cho người thân ở Việt Nam chứ chị không có gửi đi nước ngoài. Dạ chị Đỗ Thị Thu Hằng lấy 2K1 dạ. Vitamin E tinh hết luôn rồi, cho chị Trường An một cái chống nắng M7 dạ. Chị Hương Nguyễn Thu cho số điện thoại dạ. Chị Hoa Vinh lấy một cái M2 dạ, ở Mỹ là em không có gửi hàng đi được nha. Dùng K1 K2 rất ok, em cảm ơn chị Nguyễn Thị Tiên. Anh Kiệt Nguyễn phải có người thân ở Việt Nam cho tin số điện thoại ở Việt Nam nha. 2K1, 2K2 và 2 chống nắng M7 dạ. Chị Lệ Thâm Trần lấy M2 dạ. Rồi ok, em cảm ơn chị Thu Gina Lê. Bây giờ tin xin phép online nha mọi người nha. Chị Nguyễn Hằng lấy bộ K1, K2 dạ. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì Bình Tinh xin chào tạm biệt nha. Ngày hôm nay là chỉ like để mà lấy ngày khai trương thôi, mà cũng không nghĩ là mọi người mua nhiều quá. Và chị Nguyệt Hằng lấy bộ K1, K2 dạ. Chị Hoàng Long lấy một cái M7 dạ. Chị Hoa Vinh cho số điện thoại em cảm ơn. Và cảm ơn anh Kiệt Nguyễn rất là nhiều. Thank you so much dạ. Rồi bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người. Xin chúc cho mọi người dạ trọn năm 2024 cùng với gia đình được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Và quan trọng dạ, các chị xài kem của Bella Shop, các chị càng ngày càng trẻ, càng đẹp. Và trẻ bao nhiêu, đẹp bao nhiêu là tiền ào vô bấy nhiêu. Dạ cha thiên hạ, mẹ thiên nhiên vẫn là các chị. Và các chị ơi, chúng cho phép Bella Shop được chăm sóc cho tất cả mọi người nha. Dạ dạ hôm nay là em cúng cho nên là em mặc đồ này. Chị Lê Thị Ly lấy M2 dạ, chị Mỹ Điền lấy M2 dạ, chị Hoa Vinh lấy M2 dạ. Nám đừng lo lắng, vào đây với em. Em nói thiệt, em làm tất cả mọi cách các chị phải hết nám. Dạ chị Chi lấy một bộ K1 K2 dạ, chị Cam Ngọc lấy bộ K1 K2 dạ. Rồi bây giờ em xin chào tạm biệt nha. Chúc cho mọi người nhiều sức khỏe. Dạ và nhớ là 10 giờ 45 sáng ngày mùng 10 chúng ta vào để mà dạ nhận những cái lọc đầu năm của Bella Shop, cũng giống như là bắt đầu chốt những món hàng đặc biệt nha. Đúng 10 giờ 45 sáng của ngày mùng 10 nha cả nhà. Tin xin chào tạm biệt. Dạ chị Phương Hiền Ngôi cho số điện thoại dạ, chị Duyên Quỳnh lấy bộ K1 K2. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Dạ xin cảm ơn rất là nhiều. Happy New Year.